Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe Honda Civic 2023. Sau thời gian chờ đợi rất lâu, cuối cùng Honda Civic thế hệ thứ 11 đã về Việt Nam. Trong lần nâng cấp này, Honda Civic không chỉ thay bình bên ngoài mà còn đổi luôn cả rượu bên trong. Diện mạo mới mẻ của Civic đem đến nhiều cảm xúc nhưng cũng gợi ra không ít ý kiến đánh giá trái chiều. Honda Civic 2023 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam với 3 phiên bản E, G và RS. Ưu điểm: thiết kế thể thao nhưng trung tính, tiết chế hơn, nội thất rộng rãi nhất phân khúc, động cơ turbo 1,5 lít mạnh mẽ nhất phân khúc, vận hành thể thao ổn định, chắc chắn, công nghệ an toàn hiện đại có Honda Sensing, nhập khẩu Thái Lan được đánh giá cao về chất lượng. Nhược điểm: hệ thống treo thể thao nên hơi cứng, tiếng ồn từ gầm khá to, không có cửa sổ trời, cảm biến độ xe. Kích thước của Honda Civic 2023. Sử dụng khung gầm mới, kích thước Honda Civic nhỉnh hơn so với trước, trở thành mẫu xe có kích thước lớn nhất trong phân khúc sedan hạng C hiện nay. Trục cơ sở Civic ấn tượng với chiều dài 2735mm, gầm xe thấp chỉ 134mm. Thiết kế Honda Civic thế hệ mới không chỉ dừng lại ở việc thay áo mà còn thay máu. Nếu trước kia Civic như một cậu em ngông cuồng, đầy cá tính, thì giờ đây đã trưởng thành hơn và dần dần nối gót theo phong cách đĩnh đạc của anh cả Honda Accord. Honda Civic 2023 đứng giữa sang trọng, lịch lãm và thể thao, phá cách giữa mềm mại, tinh tế và mạnh mẽ, gai góc. Nhìn chung, ngoại hình của Honda Civic không thật sự xuất sắc nhưng cũng không có gì để chê. Đầu xe Honda Civic 2023 sử dụng nhiều đường nét bao tròn, phong cách chủ đạo, quy về kiểu dáng sedan truyền thống, có hơi tí cổ điển. Tuy nhiên, DNA thể thao vẫn biểu hiện rõ ở những đường gân dập nổi, đầu xe dài, trọng tâm hạ thấp, cổ đa đẩy nhiều về phía sau và kính lái mở rộng hơn. Thân xe Honda Civic 2023 cuốn hút với dáng hình thon dài, đẹp mắt, không cơ bắp như thế hệ tiền nhiệm, thân xe Civic mới kết hợp hài hòa giữa nét sang trọng, lịch lãm cùng với vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng. Những đường gân chạy dài sống động, đuôi vút kiểu fastback trẻ trung. Đuôi xe Honda Civic 2023 khá gân guốc nhưng gọn gàng hơn thấy rõ. Phía trên có vây cá mập, phiên bản RS được trang bị cánh lướt gió sơn đen bắt mắt. Cặp đèn hậu LED thiết kế thanh mảnh, đồ họa đa chiều sắc sảo, hút mắt, cản dưới gấp nếp tăng thêm phần cứng cáp. Honda Civic 2023 có 5 màu, trắng, xanh, xám, đỏ và đen. Nội thất của Honda Civic 2023 được làm mới toàn bộ, các chi tiết từ vật liệu đến thiết kế đều được trau chuốt rất chỉn chu. Bàn điều khiển lạ mắt khi theo phong cách châu Âu phóng khoáng, hiện đại nhưng lại phảng phất chút hơi hướng cổ điển. Ấn tượng nhất là giải lưới tổ ong trang trí chạy ngang có các cửa gió điều hòa nằm ẩn bên trong. Màn hình trung tâm đặt kiểu nổi trên táp lô, hơi tiếc rằng dù hãng Honda cũng đầu tư cả một màn hình hiển thị đa thông tin kích thước khủng sau vô lăng cho Civic nhưng thiết kế lại khá đơn giản và truyền thống. Không làm bật lên được cái cảm giác công nghệ ngập tràn khi bước vào khoang lái. Nếu liên kết bảng đồng hồ digital và màn hình giải trí liền mạch với nhau trải dài như nhiều mẫu xe mới hiện nay thì có lẽ sẽ sang trọng và cao cấp hơn. Vô lăng Honda Civic 2023 thiết kế theo kiểu ba chấu thể thao, thích hợp đầy đủ các nút điều khiển chức năng, âm thanh, đàm thoại rảnh tay và ra lệnh bằng giọng nói. Rất tiếc, dù là sedan hạng C nhưng chỉ có phiên bản RS là được trang bị vô lăng bọc da, còn bản E và G vẫn thuần urethane. Bản đồng hồ sau vô lăng của Honda Civic RS cực kỳ chắc chơi khi full kỹ thuật số với màn hình 10.2 inch, nhưng thiết kế lại theo kiểu cũ đơn giản, không bắt mắt như nhiều mẫu xe mới hiện nay. Còn phiên bản E và G dùng màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch. Honda Civic 2023 thích hợp đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái như chìa khóa thông minh và khởi động đúc bấm, gương hậu chống chói tự động, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, lấy chuyển số thể thao. Tiện nghi. Về hệ thống giải trí, Honda Civic 2023 được trang bị màn hình 9 inch và 12 loa box với phiên bản cao cấp RS, còn bản E và G dùng màn hình 7 inch. Xe hỗ trợ đầy đủ các kết nối, riêng phiên bản RS có thêm tính năng kết nối Wi-Fi, kết nối điện thoại không dây, bản đồ định vị, quay số nhanh bằng giọng nói, sạc không dây. Nhờ thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.